mọi bạn thân các em, hôm nay chị vừa nghĩ ra một trò mới để chơi khắp anh Tiểu Bảo Bảo. Nó có tên là nhà tiên tri. Với trò này thì chị sẽ hóa thân vào một người có năng lực siêu nhiên. Chị sẽ biết được quá khứ và đoán trước được tương lai. Không biết là anh Tiểu Bảo Bảo có mắc lừa chị hay không, nhưng mà chị đã chuẩn bị khá là công phu cho trò này. Đầu tiên chị chuẩn bị một bộ bài khổng lồ. Chắc hẳn em thấy là bộ bài này rất là quen thuộc đúng không? Bởi vì chị đã chơi một vài lần rồi. Tiếp theo là một quả cầu tiên tri. Với quả cầu này khi chúng ta đụng tay vào thì nó sẽ phát ra tia lửa điện. Các em thấy chưa? Vừa đụng vào thôi là nó đã có điện rồi. Đó, khi chúng ta chạm nhẹ ngón tay vào thì các tia lửa điện này sẽ tập trung vào ngón tay của chúng ta. Đó. Và chúng ta nhìn kỹ, nhìn sâu ở bên trong. Nhắm mắt lại thì chúng ta sẽ nhìn thấy được tương lai. Đấy là những gì mà chị sẽ lừa anh Tiểu Bảo Bảo thôi. Còn thực ra quả cầu này chỉ là quả cầu plasma. Khi mà chúng ta bật điện thì sẽ có những ánh sáng từ bên lõi bên trong của quả cầu phun ra bên ngoài như thế này. Không biết là các em có nhìn thấy rõ không? Chị sẽ quay rõ cho các em cùng thấy nhé. Đó, các em thấy chưa? Các ánh sáng từ bên trong lõi phun ra bên ngoài. Chị không biết là nguyên lý hoạt động của nó như thế nào, nhưng mà nhìn thì thấy rất là đẹp. Ngoài ra nó còn có cả cảm ứng nữa này các em. Khi chị đụng tay vào thì các tia sáng sẽ tập trung vào tay chị. Đó, nhìn như là một cái gì đó thần thánh lắm vậy. Chị hy vọng rằng anh Tiểu Bảo sẽ tin. Tuy nhiên để anh ấy tin hơn thì chị nghĩ rằng mình cần phải đi thay một bộ đồ nào hợp với một nhà tiên tri. Trong lúc anh Tiểu Bảo chưa qua thì chị đi thay đồ đây. Em hãy đợi chị một tí xíu nhé. Nhiệm vụ của chị là ngồi chờ đợi khoảng 5-10 phút nữa anh Tiểu Bảo sẽ sang thế nhá. Ơi. Đừng gọi em là thơ, phải gọi em là nhà tiên tri. Sao vậy? Chứ sao không đấy, thổ nó vừa đi bệnh ra nhà anh kìa. Không được nói những từ không sạch sẽ ở đây. Làm trò gì đấy đúng không? Anh không được bị đóng thần thánh. Đang quay hả? Đang quay video, nhưng mà anh cần phải chỉnh lại máy quay. Tại vì nãy giờ em không quay em. Em quay cái cửa thôi. Em rảnh quá. Em lại bày trò gì nữa đúng không? Em đang quay lại những giây phút thần thánh của cuộc đời mình. Bệnh hoạn. Em mà xem quay được cái gì nữa. Ok ok. Xin chào các em, hôm nay anh và chị Thư Nguyễn sẽ thực hiện một thử thách liên quan đến bộ bài khổng lồ. Đây là thần vật. Còn thần vật nữa. Thần vật, anh không được đụng vào thần vật. Vậy thì hôm nay anh và chị Thư Nguyễn sẽ thực hiện một thử thách liên quan đến quả bóng này. Đấy cũng là thần vật. Cái này là cái gì đấy? Anh không được động vào thần vật và nói linh tinh ở đây. Hôm nay thì em sẽ nói cho anh một bí mật vậy? Vô cùng khủng khiếp. Đó là hôm qua trong lúc ngủ thì em đã nhìn thấy một bà tiên tri già. Bà ấy đã đến và mượn thân thể của em. Cho nên hôm nay em có khả năng đoán được quá khứ và cũng đoán được cả tương lai nữa. À, hiểu chưa? Anh đã hiểu chưa? Vậy là bà tiên tri nhập vào người em đúng không? Đúng thế. Ghê vậy. Cho nên ngay từ giờ phút này trở đi, anh phải tôn trọng em. Không được xem em là thơ ngu ngơ, thơ bơ vơ như bình thường, mà phải xem em là thơ tiên tri. Thơ ngáo ngơ. Như vậy là xúc phạm thần thánh, xúc rồi, phạm nhà rồi. Tiên tri. Ok, anh tin em. Tin anh tin em là thơ tiên tri. Bây giờ thể hiện cho anh thấy đi. Bây giờ em có thể đoán cái được này cái gì? Anh không được đụng vào thần vật. Đấy là quả cầu tiên tri. Rồi, không động một nữa. Rồi, còn đây là bộ bài, nó là thần vật đã được nhà tiên tri phù phép vào. Ồ. Không phải bất kỳ cái thứ gì anh cũng có thể đụng vào đâu. Thế cái này để làm gì? Để xem quá khứ. Xem quá khứ. Thế cái này làm gì? Để biết tương lai. À, biết tương lai, xem quá khứ biết tương lai.
xem một bước thôi. Nhưng mà tiên tri thì chỉ đoán trước tương lai chứ anh chưa nghe thấy tiên tri nào đoán được quá khứ cả. Tại sao người ta biết được quá khứ nhưng người ta không đoán, là bởi vì ai cũng biết được quá khứ của bản thân mình rồi, tiên tri đoán quá khứ để làm gì nữa, đúng không? Thì bây giờ thì để cho anh tin, bây giờ em nói mấy cái thứ tạo lao trong tương lai ai mà biết được. Thì làm em sẽ mà... xem quá khứ cho anh, ok. Đúng rồi, bây giờ em phải xem quá khứ cho anh. Tiên. Rồi anh sẽ phải tâm phục khẩu phục em thôi. Em làm gì á? Em phù phép để cho anh có thể đụng vào bộ bài. Đáng ra là thần vật không phải ai cũng có thể đụng vào. Nhưng mà giờ em phù phép rồi thì anh có thể đụng vào. Anh chạp cho em 9 cái. Nếu mà đụng vào thì bị giật hả? Chạp 9 cái, chạp là sao? Là cháo bài. Nhà tiên tri dùng là chạp bài. Chạp. Một cái. Dạ. Sau đó anh hãy rút cho em 4 quân bài. 4 quân bài thể hiện cho tình, tiền, danh vọng và vận đen. Tình này, tiền này. Không được nhìn. Danh vọng này, đại đi vận đen này. Đấy. Thiên linh linh địa linh linh. Nhà tiên tri nào mà là thiên linh linh địa linh linh ta? Nhà tiên tri của Việt Nam không nói tiếng Tây. Nhà tiên tri anh thấy người ta thường như nghiêm túc à? Không là em sẽ không bói đúng đâu đấy. Rồi tiếp theo đi. Tiếp theo anh sẽ lật con bài nào gần nhất với anh. Gần nhất. Con này không? Con 10 bích. Không xong rồi. Bích thể hiện cho vận đen. Ngày xưa anh đã từng gặp một sự việc rất là đen đủi. Ôi anh gặp nhiều lắm. Nhưng mà sự việc này đen đủi nhưng mà lại có vận may. Đó là hồi năm anh 10 tuổi, anh đã bị gãy tay, đúng không? Đúng. Nhưng mà vận may ở chỗ đó là anh được nghỉ học một tuần. Anh rất thích điều này, đúng không? Đúng, cũng đúng. Nhưng mà cái này thì cái này em nghe mẹ anh kể đúng không? Không hề. Thế sao biết ta? Hồi đấy em không còn là thơ Nguyễn, em là thơ tiên tri. Thơ tiên tri chưa bao giờ gặp mẹ. À chắc còn thơ Nguyễn kể còn thơ tiên tri đúng không? Thôi bỏ qua đi. Tiếp đi. Tiếp theo. Bốc cái xa nhất. Đây cái này. Cái này xa đúng không? Đúng. Năm cơ. Con này thể hiện cho tình yêu. Hồi năm anh học lớp 5, anh đã rất thích con bé cùng bàn, đúng không? Sao biết vậy? Nhưng mà nó không thích anh, đúng không? Thôi, bỏ qua. Bốc con khác đi. Bốc con khác. Bốc con này đi. 4 rô. Hồi năm anh học lớp 4, anh có rất nhiều tiền. Không, đây là hồi năm anh 4 tuổi. Anh được lì xì rất là nhiều tiền. Sau đó, hồi năm anh học lớp 4, thì anh đi chơi game hết số tiền đấy. Nhưng mà hồi năm anh 14 tuổi, anh kiếm ra được rất là nhiều tiền từ game, đúng không? Anh cày game và được rất là nhiều tiền. Cái câu cuối thì đúng rồi. Còn cái nhưng câu... mà anh không biết giữ tiền cho nên là tiêu hết tiền rồi. Còn cái hồi anh 4 tuổi thì anh cũng không biết là anh được lì xì nhiều đâu. Cái hồi năm anh lớp 4 thì anh không biết mà em biết, vậy em mới là tiên tri, đúng không? Có những thứ đâu mà người ta không biết. Nhưng mà chắc chắn là hồi năm anh học hồi năm anh 14 tuổi thì anh cày game, anh bán đồ được rất nhiều tiền. Anh là liên quan rất là nhiều đến số 4. Vậy là đến năm 40 tuổi không? Cái đấy em phải giữ bí mật. Tương lai mà. Nếu mà mình tào lao đây là đoán quá khứ mà má. Nhưng mà lâu lâu trong quá khứ nó xuất hiện những cái thứ mà làm ảnh hưởng đến tương lai. Thế đố em biết năm 400 tuổi anh có cái gì? Anh xuống lộ. Tào lao.
sư vận. À, con bảy bảy tép. Con này thể hiện cho danh vọng. Hồi năm anh còn là học sinh thì anh đã từng làm lớp phó lớp trưởng. Không lớp phó lớp trưởng thì anh cũng là tổ trưởng, đúng không? Anh không được đụng vào đồ của tiên tri. Đúng không? Anh đã từng làm lớp phó lớp trưởng không? Năm lớp mấy? Hồi năm lớp 7. Ờ, đúng rồi, hồi năm lớp 7 anh từng làm lớp trưởng. Anh thấy chưa? Anh thấy các quân bài này anh bốc lên toàn là ngẫu nhiên thôi. Mà không ngờ, thấy chưa? Anh nhìn này, con này thể hiện cho danh vọng, con này thể hiện cho tiền bạc, con này thể hiện cho vận đen, con này thể hiện cho tình yêu. Ờ ha, sao hay vậy ta? Bốc một lúc hiện ra từng đó. Anh tin em chưa? Tin vào nhà trùng hợp ngẫu nhiên. Không có một sự trùng hợp ngẫu nhiên nào. Nhưng mà nếu không có sự can thiệp, tại sao em đoán đúng hết vậy ta? Có cái này thì đoán hơi sai một tí. Cũng có vẻ là đoán trúng khoảng 90%. Thì nhà tiên tri làm việc quá là mệt mỏi. Họ có sai đi một tí. Rồi. Xong. Bây giờ anh đã tin em chưa? Thì cũng tạm tin. Hơi tin tin rồi đấy. Không. Anh phải tin hoặc là không tin. Chứ không thể nào là hơi tin tin được. Như vậy là anh không tin tưởng vào thần linh. Anh phải ra về. Còn nếu mà tin thì anh được ở lại đây chơi với em. Bây giờ nếu mà tin thì em lại xem tương lai anh bằng cái này đúng không? Đúng thế. À không được động vào rồi, biết rồi. Thế bây giờ anh tin. Tin đúng không? Anh tin. Vậy thì em sẽ xem tương lai cho anh. Em sẽ biết được khi nào thì anh sẽ có người yêu. Em cũng sẽ nhìn thấy được gia đình của anh. Khi nào anh lấy vợ đúng không? Đúng thế. Khi nào anh có con đúng không? Đúng thế. Và khi nào anh trở thành một đại gia. Ồ, anh trở thành đại gia luôn hả? Sẽ có thể trở thành đại gia. Nếu mà xem như thế này, anh biết anh không thể nào trở thành đại gia, thì em sẽ bày cho anh cơ hội. Chắc chắn. Em có thể nhìn thấy tương lai mà. Em sẽ bày cho anh cơ hội để thay đổi cuộc đời. Ừ. Để biến mình trở thành một đại gia. Thật luôn. Thật. Đó là những thứ mà bà tiên tri có thể làm luôn. Ví dụ làm như luôn. Là trúng số chẳng hạn. Làm luôn. Ờ đúng rồi. Xem cho anh Mai số nào. Xem luôn. Không, nhưng mà thế này. Khi mà anh đi xem nhà tiên tri á, anh đi gặp nhà tiên tri thì anh mất cái gì? Mất thời gian. Rồi mất gì nữa? Mất công. Thế nhà tiên tri xem cho anh không mất thời gian, không mất công à? Thì cũng mất, thì cả hai cùng mất thì huề thôi. Thế anh phải trả cho nhà tiên tri cái gì? Nhà tiên tri mất thời gian, mất công. À, lại vòi vĩnh tiền gì để xem đúng đi rồi anh xong nói rồi. Như vậy là xúc phạm nhà tiên tri rồi. Không phải ai đưa nhà tiên tri cũng lấy tiền đâu nhá. Thế mà thế bây anh đưa em không lấy đúng không? Xem thái độ của anh, tin tưởng mà nhà tiên tri đến cỡ nào. À, tin tưởng thì mới lấy đúng không? Đúng thế. Không tin tưởng không lấy. Đúng thế. Bây giờ hơi tin tin thì anh phải đưa tiền ra đây. Anh đưa tiền là thể hiện lòng tin của anh vào nhà tiên tri. Lại còn thế nữa, bây giờ xem trước một cái đi. Nếu mà anh không tin tưởng, không chứng minh sự tin tưởng của mình thì nhà tiên tri sẽ không bao giờ xem cho anh cả. Rồi nhiều. Và tùy vào lòng thành. Tùy vào lòng thành. Để xem nào, để hôm nay mang bao nhiêu. Đủ chưa? Vậy là anh không có lòng thành mời anh ra ngoài. Chơi ít kem ạ. Không phải chơi ít mà đấy là tùy vào lòng thành. Lòng thành. Anh muốn trúng số, vậy mà anh đưa có 10.000. Rồi, với 20.000. Vậy anh cũng không bao giờ trúng số được. Anh mua 100 tờ vé số, liệu anh đã trúng chưa? Thế giờ anh mua 120 tờ vé số. Ở đâu anh mua 12 tờ vé số? 120.000. Thêm nữa đi. Đòi tiền mà, cái kiểu anh kiểu vòi tiền mà. Thôi thì anh tò mò cho nên là anh quyết định là anh sẽ thêm 10.000 nữa. Đủ chưa? Thôi, để đây để em xem là thần linh đã chấp nhận chưa. Chưa chấp nhận luôn. Có bảng giá không? Đưa anh xem nào. Thần linh, đây là tùy thuộc vào thần linh có chấp nhận cái lòng thành của anh hay không. Anh cầm về đi. Đây. Rồi, thần linh đã chấp nhận. Rồi, tiếp theo anh phải làm gì? Anh tập trung vào quả cầu. Ồ. Ghê không? Ghê vậy. Rồi, anh đặt tay lên quả cầu, một ngón tay lên quả cầu. Đó, bây giờ anh nó có giật không? Không. Ê. Không giật. Xèo xèo cái gì á? Không giật. Đấy là thần linh đang chấp nhận anh rồi đấy, đang xem cho anh rồi đấy. Bây giờ cứ đặt vào thôi đúng không? Đúng rồi.
Rồi bây giờ cái cuộc đời của anh đã truyền vào quả cầu, tiếp theo nó sẽ truyền vào em. Sao rồi? Em đã sử dụng rất là nhiều năng lực để xem tương lai cho anh. Rồi kết quả ra sao? Anh muốn xem về cái gì trước? Em xem thấy cái gì? Em xem thì em thấy về gia đình đấy. Gia đình? Biết có đúng ý của anh không? Gia đình có nghĩa là vợ, vợ con. Thế vợ anh sao, có đẹp không? Rất đẹp. Rất giống hoa hậu. Rất giống hoa hậu. Đẹp. Thế con, hơn hoa hậu. Con anh có ngoan không? Rất ngoan. Đẹp trai giống anh. Vợ anh đẹp như hoa hậu. Đúng thế, con anh thì đẹp trai giống vợ anh là ai? Một người sẽ xuất hiện vào tương lai của anh. Bây giờ chưa xuất hiện. Chưa xuất hiện luôn. Đúng thế. Thế năm bao nhiêu tuổi anh lấy vợ? Hồi anh làm đám cưới anh vẫn còn rất là trẻ. Sắp được lấy vợ. Sắp lấy vợ. Đúng thế. Một người rất là đẹp. Đúng thế. Thế là anh mừng rồi. Thế còn còn xem được cái gì nữa? Hết rồi. Hết rồi. Hết rồi. Tại vì 200.000 chỉ xem được từng đấy thôi. Thế bây giờ muốn xem cái khác thì phải thêm tiền à? Đúng. Bây giờ xem gì được ta? Anh có muốn xem công danh không? Có công danh, có tiền bạc thì mới lấy được vợ đẹp được. Đúng rồi đấy, xem mình có nhiều tiền không, đúng không? Đúng thế. Xem sau thì mình làm nghề gì mà trở thành đại gia, đúng không? Đúng thế. Để thêm tiền đúng không? Nếu mà anh muốn em xem đủ về tương lai hoặc là tương lai anh giàu có thì anh phải đưa nhiều tiền. Còn nếu mà đưa ít tiền thì em chỉ xem được một tí thôi. Trời lớn luôn. Trời lớn luôn. Nhìn đây. Hãy nhìn đây. Nhìn thấy chưa? Nhìn sức mạnh của quả cầu chưa? Ôi, chả thấy gì. Chỉ có những nhà tiên tri mới nhìn thấy được thôi. Sao rồi? Tương lai anh sẽ rất giàu có. Thật á? Đúng thế. Khi nào? 50 năm nữa. 50 năm nữa? Đúng rồi. Bây giờ anh bao nhiêu tuổi rồi? Bây giờ anh có 25, 26 tuổi. Đấy, 50 năm nữa thì anh mới có 76 tuổi thôi. Rất giàu có. Nhưng mà trước mắt thì anh vừa mất một khoản tiền nho nhỏ. Trước mắt lại mất một khoản tiền nho nhỏ? Đúng rồi, vừa mới mất một khoản tiền nho nhỏ. Anh có biết là tại sao anh mất tiền không? Tại sao? Còn bây giờ video của chị đã kết thúc rồi. Nếu như em thích video này, trả tiền đây. Đâu đều, trả tiền đây. Đồ ăn cắp.